Dạ, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, thích chăm sóc cây cỏ, hoa lá hẹ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói. Bề ngoài thì rất là khó gần, nhưng mà khi mà quen với nhau rồi á thì Dễ gần. dạ đúng rồi, hay vung lụa. Tình trường trước giờ là hồi đi học đến giờ thì chỉ tập trung học thôi, cho nên là thực tại thì cũng chưa có mạnh tình bắt vai nào cả. Chà, sao cái chương trình này của mình càng ngày càng có nhiều chàng trai mà trong trắng trinh nguyên đến với chương trình quá vậy ta? Trời ơi, có bị lời nguyền gì không mà sao nó kỳ lạ vậy? Dạ em cũng thấy cũng lạ lắm chị. Thế thì chắc là do cái bản tính em nó nhát cho nên là chính nó ám em từ hôm đó đến giờ. Mà em chưa bao giờ thích ai hay là có thích mà không dám theo cua người ta? Dạ, đó là có thích mà không nói. Các ba ra đơn phương thôi chị. Trời ơi, đơn phương con trai hay đơn phương con gái? Con gái chị. Có khi nào nhìn thằng bạn trai nào mà thấy thích thích nhớ nhớ chưa? Dạ không bao giờ chị. Chắc cú không? Chắc luôn. Em chắc chắn 100%. Trời Em ơi. Là thẳng 100%. Thẳng 100%. Dạ vâng. Bên này sao cưng? Không có gì khai thác, buồn quá, qua tới em. Em cũng chưa có mối tình nào. Rồi xong luôn. Ủa gì kỳ vậy? 25, 28. Trời ơi, 25 năm qua em đi đâu? Không có một ai để ý hay là có để ý mà mình không thích? Có để ý nhưng mà em không thích. Em đã từng thích chàng trai nào chưa? Đơn phương. Đơn phương thì có say nắng dài anh. Có nói cho người ta biết là mình thích người ta không? Dạ không ạ. Em mà chị định chừng nào lấy vợ? Em thì cũng chỉ 2 năm nữa. Tìm hiểu hoài, vạch lá tìm sâu chi cho nó ra sâu bọ không? Về ở nhau rồi mình vun đắp tiếp, ăn thua con người mình trong gia đình có đạo đức, có trách nhiệm. Quen nhau gì tìm hiểu 7-8 năm lấy về ly dị vẫn ly dị như thường. Cho nên chỉ cần thấy được là lấy cho rồi, đừng có để lâu nữa. Nghe không? Phí hoài tuổi tuổi thanh xuân. Dành nhiều thời gian lên xuống biết gia đình hai bên rồi tìm hiểu. Ăn thua là tìm hiểu cha mẹ, gia đình người ta như thế nào, đạo đức nhà người ta ra sao, cách người ta đối xử với những người xung quanh như thế nào. Chứ nhiều khi trước mặt mình người ta tốt như mình, sau lưng người ta chửi cha mắng mẹ, không chơi với ai được hết thì người đó mình né. Kỹ chưa chắc là lâu, mà lâu chưa chắc là kỹ. Đó là kinh nghiệm á, tại thấy hai đứa ế chị mới truyền kinh nghiệm nhiều vậy. Chứ nếu hai đứa có tình trường chị đâu nói nhiều vậy đâu. Giờ muốn tìm người bạn gái thì sao, người vợ tương lai thì sao? Dạ, mẫu bạn gái của em thì đơn giản thôi chị. Thì về tính cách ấy, thì chị biết chịu thương, chịu khó, biết quan tâm, chăm sóc gia đình, chia sẻ cảm xúc cho nhau. Khi mà gặp khó khăn ấy, thì không có nên là nóng vội hoặc là nhanh chóng nhận xét này, mà mình phải cùng nhau gỡ cái nút thắt đó. Còn về ngoại hình thì cũng không, chỉ thấp hơn em khoảng nửa cái đầu là được rồi. Cười thì tươi. Cười cái cây tươi gì nữa? À, có thể cười tươi chứ như má lúng đồng tiền như chị Cát Tường đây này. Cười cái coi, không có má lúng đồng tiền. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Đôi lúc là quá là xen vô cái chuyện cá nhân mình quá thì đôi lúc em cũng không, tức là một cách thái quá thì em cũng không có. Một cách thái quá, ví dụ cụ thể là như cái gì là em không thích? Mình ví dụ như giả sử mình có đi quan hệ với lại các cái mối quan hệ trong xã hội á, thì ví dụ như là bạn bè mình nó khó khăn mà mình cần nó cần mình giúp đỡ thì mình giúp đỡ, nhưng mà ví dụ như bạn như người người đối phương của mình lại thấy khó chịu vì điều đó, lại cứ thường xuyên là ấy, mặc dù là mình cố giải thích, cố là giải thích cho bạn gái của mình là như thế này như thế kia, bạn gái lại cứ cố chấp như vậy thì em. Đúng là những cái mối bạn bè giao tiếp xã hội mà thật sự cần giúp đỡ thì em là em có thể cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Dạ vâng ạ. Mà thường gái mà nghe bạn trai mình mà cho hay chồng mình mà cho mượn tiền thấy không vui rồi. Dạ. Mà có tiền cho mượn. Dạ. Nói chung là có để đủ để mà giúp đỡ. Dạ vâng. Tất nhiên là trước khi mà mình cho mượn có nghĩa là mình cũng sẽ chi tiêu đủ cho vợ con mình rồi mình mới cho mượn, dĩ đúng không? Dĩ nhiên rồi chứ. Dĩ nhiên rồi. Ủa rồi sống lấy nhau về sống ở đâu? Có cần làm dâu không? Nếu thích làm dâu thì cũng được, còn nếu không thích ở riêng thì cũng được. Tại vì ba mẹ em rất khá là dễ tính, tức là không có bắt buộc là phải con dâu là phải ở chung với ba mẹ. Mà có ông bà ở chung sướng lắm, có đi đâu chơi quăng con lại cho ông bà coi, chứ bây giờ ôm con nhỏ là khỏi đi đâu luôn á, chứ đừng có nghe bây giờ mà cái chuyện thôi tôi muốn làm dâu thôi không ở rể đâu, ở rể nhục lắm, cái đó xưa rồi, bây giờ ở rể sướng lắm mà bây giờ làm dâu cũng sướng lắm nha. Nhưng mà thí dụ không ở nhà ba mẹ rồi ở đâu? Dạ thì có thể là mình ra thuê ở chung cư cũng được thì... Chung cư đâu ở vậy, nói chuyện nghe ngon vậy, cha mạnh miệng quá vậy, chung cư đâu?
thì chung cư thì mình thuê thì có thôi. Trời ơi, làm tôi tưởng đâu có nhà rồi, tôi hỏi. Có kế hoạch gì để mua nhà lập nghiệp, an cư lập nghiệp riêng không? Thì, đương nhiên thì về công việc thì em sẽ cố gắng nhiều hơn. Bởi vì em cũng là một người là gọi là có tham vọng, tức là luôn luôn dấn thân vào những tiến thân vào công việc để mong được có được những cái thăng tiến trong công việc. Em luôn luôn bắt 29 tuổi mà chưa có vợ là chưa có hề tốn đồng bạc nào để mà hẹn hò đi chơi với con gái hết trơn cái trọi á. Vậy số tiền nó nằm ở đâu, tích lũy trong 20 mấy năm qua có tiết kiệm, có để dành dụm được số tiền nào chưa? Dạ thực ra thì cũng có đó, phải có chứ, không người ta đã cả thanh xuân người ta đi chơi với gái không à, người ta cũng phải tốn nhiều tiền đi ăn uống hẹn hò, còn mình tiền nó để làm gì? Trời, thế tính toán cho chị là tiền nó năm qua em vẫn chưa làm gì hết, vẫn cứ cất đó. Là cứ cất đúng không? Rồi nghe nè, giờ em sao, em muốn tìm một người bạn trai như thế nào, người chồng tương lai như thế nào? Em cũng không có yêu cầu gì mà quá. Yêu cầu bạn nam thì biết quan tâm chăm sóc, đặc biệt là biết quan tâm đến gia đình của mình. Ngoại hình có yêu cầu gì không em? Cao hơn em một cái đầu rồi, đặc biệt là không hói ạ.